DP 档 DB。Tổng đề tiết kiệm làm có được chăng? Có thể chúng ta xem trình độ thánh hiền lục và bản sanh truyền. Người xưa rất nhiều người làm được. Hiện tại chúng ta nghe thấy người niệm Phật vãng sanh, nhìn thấy người niệm Phật vãng sanh cũng không ít. Điều này là sự thật. Để chúng ta thấy tập mạnh, nghe thật tại. Vì sao họ làm được, còn chúng ta thì không? Nguyên nhân là do đâu? Vì họ đã loạn về một kỳ não, cho nên họ làm được. Chúng ta chưa đoạn tầm tập khí phiền não, thế nên không làm được. Tuy nhiên, hỏi quý vị có thể làm được sao chăng, không nhanh chăng.